Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công cụ distort trong Time Filter. Đây là công cụ biến đổi đối tượng. Tôi chọn tấm hình đầu tiên này. Các bạn vào Filter, chọn distort. Ở đây chúng ta khám phá những công cụ chính yếu mà thôi. Tôi đã chọn phần Fill. Các bạn zoom nhỏ lại. Các bạn chú ý và thấy rằng đối tượng này sẽ co giãn đối tượng theo kiểu bóp méo, zoom vào hay zoom lớn lên. Nếu bạn tăng thông số này cao lên, đối tượng sẽ càng bị bóp méo vào trong và giãn đi, sẽ ra ngoài. Các bạn chú ý rằng với đối tượng này, cái viền xung quanh nó không bị biến dạng quá nhiều. Nếu như chúng ta đồng ý, các bạn có thể nhấn OK trên bàn phím để xem kết quả. Ngoài công cụ này ra, chúng ta còn một công cụ tương tự, các bạn nhấn phím F12 để revert tấm hình, tức là lấy lại tấm hình ban đầu. Chúng ta tiếp tục vào Filter, Distort và chọn Fresco. Sau khi chọn đối tượng này, các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta đang có chiều hướng bị làm tròn theo chiều hướng review ở đây. Các bạn tăng lên và giảm xuống. Nhưng mà các bạn chú ý một điều, các viền biên xung quanh nó bắt đầu có biên dạng bị phá vỡ, tức là xấu hơn hình ban đầu, chứ không như phần tin trước. Ngoài ra chúng ta có tùy chọn như sau. Nếu như các bạn mod để normal, tức là biến dạng theo cả hai chiều x và y. Bây giờ tôi chọn biến dạng theo x thôi. Thì đối tượng này sẽ bị co giãn theo chiều x. Hoặc là chúng ta chọn vertical, co giãn theo chiều y. Còn mặc nhiên nó sẽ để normal co giãn theo cả hai chiều. Tôi tăng kích cỡ lên và OK đồng ý.